Xin kính chào quý vị và các bạn. Bệnh thiếu máu não là một trong những căn bệnh phổ biến hiện nay trong xã hội. Hiện nay căn bệnh thiếu máu não có xu hướng còn trẻ hóa tới những người độ tuổi trung niên hay là độ tuổi thành thiếu niên đã có thể mắc được bệnh chứng thiếu máu não này. Hiện tượng thiếu máu não là do thiếu oxy tuần hoàn lên não khiến cho người bệnh thường bị choáng váng hay là khó chịu trong cơ thể. Vậy làm sao để chữa các chứng bệnh thiếu máu não này một cách an toàn và hiệu quả? Mời quý vị và các bạn cùng đến với ba động tác chữa bệnh thiếu máu não ai cũng nên biết để áp dụng cho mình khi cần. Mời quý vị cùng đón xem nội dung chi tiết. Bị thiếu máu não, làm ba thứ này mỗi ngày là khỏi ngay, không cần dùng đến thuốc. Não sử dụng lượng oxy nhiều gấp 3 lần cơ bắp. Oxy có vai trò mấu chốt đối với chức năng não. Để não hoạt động tốt nhất, đòi hỏi máu phải chảy về não ổn định. Điều này thật khó ở những người hay bị thiếu máu lên não. Theo các chuyên gia, dưới đây là 3 phương pháp giúp đẩy dòng máu dồi dào oxy về não của bạn kịp thời. 1. Tập thể dục đều đặn. Mọi hoạt động aerobic, bơi lội, đạp xe, nhảy dây hay làm chuyện ấy đều tốt cho quá trình tuần hoàn máu. Khi vận động, bạn phải thở nhiều hơn, giúp nhịp tim tăng lên, thúc đẩy tim bơm máu về não. Bên cạnh đó, hàng tuần bạn hãy dành ra 3 đến 4 buổi để đi bộ từ 30 đến 50 phút. Hãy thường xuyên đi bộ những quãng đường ngắn suốt cả ngày. Chẳng hạn đi giữa các tầng trong công ty và hạn chế phụ thuộc vào thang máy. Bạn cũng có thể gửi xe ở một nơi xa để có cớ đi bộ đến chỗ làm. Thỉnh thoảng hãy sử dụng xe buýt thay vì xe máy hay ô tô. Động tác vươn duỗi cũng rất quan trọng, giúp tuần hoàn máu, ngăn chặn tình trạng căng cứng ở các khớp và cơ bắp. Cứ mỗi giờ, hãy đứng dậy và duỗi người thoải mái. Động tác tốt nhất để thúc đẩy máu về não là cúi gập người, chạm vào bàn chân hoặc vòng tay ôm đầu gối, như ở hình dưới. Nếu có điều kiện, hãy đi học yoga. Các động tác yoga thường khuyến khích bạn đặt đầu ở vị trí thấp hơn tim. Điều này trực tiếp kích thích máu về não. Nếu không thể tham gia lớp học yoga, bạn chỉ cần treo chân lên tường mỗi ngày là đủ. Hãy tham khảo theo cách treo chân tại đây. Hai, hít thở. Hãy tăng cường thở bằng mũi, không thở bằng miệng. Điều này giúp cơ hoành vận động tốt hơn. Cách này còn gọi là thở bụng. Thở sâu giúp di chuyển luồng không khí và oxy xuống những phần thấp hơn của phổi, nơi dòng chảy của máu tập trung nhiều nhất. Không khí qua mũi sẽ vào các xoang, khoang miệng và phần trên của phổi. Thở dùng cơ hoành giúp tăng cường oxy vào máu. Bạn cũng có thể tập thiền. Bộ môn này sẽ hướng dẫn bạn thở sâu đúng cách. Thở sâu giúp thư giãn cơ vai, ngực, cổ và từ đó thúc đẩy máu về não dễ dàng hơn. Bạn chỉ việc ngồi xếp bằng thoải mái, mắt nhắm hờ hoặc nhắm hẳn, bắt đầu đếm nhịp thở. Khi đếm đến 10, hãy lặp lại và không để bất cứ luồng suy nghĩ nào chen ngang. Bỏ hút thuốc vì thói quen này dẫn đến đột quỵ và phình não. 3. Ăn uống hợp lý. Bổ sung sô-cô-la. Các flavonoid tìm thấy trong hạt cacao có thể giúp tăng dòng chảy của máu lên não. Flavonoid cũng được tìm thấy trong rượu đỏ, nho đỏ, táo và quả mọng. Trà xanh và trà đắng cũng là nguồn dồi dào flavonoid. Tuy nhiên, hãy đảm bảo bạn không nạp dư thừa sô-cô-la, đường và chất béo.
uống nước ép củ dền. Thức uống này sẽ cải thiện lượng máu lên não. Củ dền chứa nitrat sẽ được chuyển hóa thành nitrit nhờ các lợi khuẩn trong miệng. Nitrit giúp mạch máu giãn nở, làm tăng lượng máu đổ về não. Nitrat cũng có trong cần tây, bắp cải và nhiều loại rau lá xanh khác. Ăn trái cây và rau giàu nitrat rất tốt cho chức năng não. Cách tốt nhất là ép chúng thành nước để dễ hấp thu. Thêm siêu thực phẩm vào khẩu phần. Các loại hạt, quả việt quất và bơ đôi khi được gọi là siêu thực phẩm vì chúng rất giàu dinh dưỡng, tốt cho não khi về già. Hạt óc chó, hồ đào, hạnh nhân, hạt điều và các loại khác rất giàu vitamin E. Thiếu hụt vitamin E là một nguyên nhân dẫn đến giảm nhận thức. Bơ giàu chất béo không bão hòa đơn, giúp giảm cholesterol trong máu, từ đó tăng cường máu lên não. Còn quả việt quất giúp bảo vệ não khỏi tình trạng căng thẳng do oxy hóa bào mòn chức năng não. Mỗi ngày ăn quả việt quất tươi, khô hay đông lạnh đều tốt cho não. Chúc các bạn thành công! Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem những món ăn kiêng kỵ đối với người bị thiếu máu não cần tuyệt đối phải tránh xa, kiêng kỵ để chữa nhanh khỏi bệnh. Sau đây là những món ăn kiêng kỵ bạn cần phải biết. Mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Dù có thèm đến mấy, người bị thiếu máu não phải kiêng ngay những món này. Người bị thiếu máu não phải điều trị kịp thời để tránh dẫn đến những diễn biến xấu như đột quỵ, tai biến. Theo đó, chế độ ăn uống cũng góp phần khá quan trọng trong việc điều trị. Nếu ăn đúng cách, bệnh thiếu máu não sẽ được cải thiện. Ngược lại, tình trạng bệnh sẽ càng thêm trầm trọng. Kết hợp một chế độ ăn lành mạnh, tuân thủ lời khuyên của bác sĩ. Luyện tập thể dục điều độ sẽ giúp bệnh thiếu máu não được cải thiện. Bên cạnh bổ sung một số loại thực phẩm cũng như món ăn giàu sắt, vitamin C, B12. Người bị thiếu máu não phải hạn chế sử dụng những thực phẩm dưới đây. 1. Thức ăn nhanh, thực phẩm đóng hộp. Thực phẩm đóng hộp luôn tiềm ẩn nhiều tác hại cho sức khỏe, làm nặng thêm tình trạng mất ngủ, gia tăng bệnh máu nhiễm mỡ hay tiểu đường, là một trong những tác hại dễ thấy mà thực phẩm này gây ra. Bên cạnh đó, thức ăn nhanh, thực phẩm đóng hộp còn khiến bệnh thiếu máu não càng thêm trầm trọng. Với hàm lượng chất bảo quản cao, những thực phẩm như gà rán, xúc xích, cá hộp không cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể mà còn gây ra nhiều tác hại. Dù là người có thể trạng khỏe mạnh, bạn vẫn không nên dùng quá nhiều thức ăn nhanh cũng như những thực phẩm đóng hộp. Để chữa chứng thiếu máu não hiệu quả, hãy loại ngay thực phẩm chế biến sẵn ra khỏi chế độ ăn hàng ngày. 2. Món ăn ngọt. Những món ăn ngọt luôn khiến mọi người thích thú. Tuy nhiên, đây là hung thần của bệnh tiểu đường, máu nhiễm mỡ và thiếu máu não. Món ăn, thức uống ngọt làm tăng lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Ăn nhiều đồ ngọt trong thời gian lâu dài sẽ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm cho người bệnh như đột quỵ, nhồi máu não. Do đó, để sớm cải thiện tình trạng bệnh, người bị thiếu máu não nên hạn chế ăn bánh ngọt, nước ngọt chứa nhiều thành phần hóa học. Thay vào đó, nên bổ sung lượng đường cho cơ thể bằng các loại trái cây và nước ép tự nhiên. 3. Rượu bia. Với người có thể trạng bình thường, uống một ít rượu bia mỗi ngày sẽ tốt cho sức khỏe.
Tuy nhiên, với người bị thiếu máu não, rượu bia sẽ khiến tình trạng bệnh càng trở nên nặng hơn. Uống rượu cản trở quá trình lưu thông máu, khiến các tế bào não thiếu oxy quá mức, dẫn đến chết não. Rượu bia còn khiến người bệnh dễ gặp phải tình trạng xuất huyết não, đột quỵ và để lại di chứng nặng nề, nhiều trường hợp tử vong. Với người bị thiếu máu não và rối loạn huyết áp, uống rượu bia khiến tim đập nhanh, đánh trống ngực, khó thở và tăng nguy cơ tai biến mạch máu não gấp 5 lần. Như vậy, phải kiêng ngay rượu bia để cải thiện bệnh thiếu máu não. Xin kính chào quý vị và các bạn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, y tế và sức khỏe, có những loại thực phẩm có thể làm phá hủy kết cấu của xương. Chúng ta không nên ăn hoặc là ăn thật ít để tránh làm hủy hoại xương của chính mình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với 5 loại thực phẩm như thế tuyệt đối chúng ta nên tránh xa hoặc là cực kỳ hạn chế ăn để bảo vệ xương của mình chắc khỏe, không bị lão hóa nhanh sớm. Sau đây mời quý vị cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Những thực phẩm phá hủy xương nghiêm trọng ai cũng cần biết để hạn chế. Theo chuyên gia dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, đây là 5 yếu tố phá hoại xương cốt một cách nhanh chóng. Bạn hãy hạn chế ăn uống chúng càng sớm càng tốt. Để duy trì khung xương chắc khỏe trong suốt cuộc đời là việc không hề dễ dàng đối với nhiều người. Mặc dù có một số người rất quan tâm đến vấn đề này, đặc biệt là cách bổ sung canxi phù hợp thời điểm, nhưng nhiều người lại không như vậy. Nghiên cứu cho thấy, có những thực phẩm hoặc đồ uống có khả năng phá hủy kết cấu chắc khỏe của xương một cách nặng nề, nhưng chúng ta ít quan tâm tới điều đó. Bệnh về xương khi ở mức nhẹ bạn sẽ không cảm nhận đủ, cho đến khi triệu chứng đã nặng hơn thì khả năng chữa trị sẽ vô cùng khó khăn. Phó giáo sư Phạm Chí Hồng, khoa dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, Viện Thực phẩm Đại học Nông nghiệp Trung Quốc, là người chuyên nghiên cứu về sự ảnh hưởng của đồ ăn thức uống đối với sức khỏe, nổi tiếng tại Trung Quốc, chia sẻ về những loại thực phẩm có thể gây loãng xương ở mức độ cao nhất, bạn nên biết sớm để sử dụng đúng mực. Phó giáo sư Hồng cho biết, thức ăn chính của xương là canxi. Việc bổ sung chúng thường xuyên bằng cách ăn uống vô cùng cần thiết. Ngược lại, những thực phẩm sau đây được xếp vào danh sách đen. Ăn vào cơ thể bao nhiêu sẽ phá hủy xương nhanh chóng bấy nhiêu. 1. Các loại đồ ăn ngọt chứa lượng đường cao, đặc biệt là nước ngọt có ga. Mặc dù đồ ăn ngọt như kẹo, bánh, những món ăn có lượng đường cao, các loại nước ngọt có ga được xem là đồ ăn thức uống yêu thích của rất nhiều người. Nhưng đây không phải là thực phẩm được các chuyên gia đánh giá cao. Theo Phó Giáo sư Hồng, những thực phẩm này gây hại cho xương mà bạn có thể nhìn rất rõ là chúng phá hủy hàm răng rất nhanh chóng, đặc biệt là trẻ em. Đối tượng rất thích ăn uống đồ ngọt. Rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng loại đồ ăn này có thể làm giảm mật độ của xương, làm yếu kết cấu xương và gây loãng xương nhanh chóng sau một thời gian sử dụng. 2. Các loại thực phẩm có lượng natri cao. Thực phẩm chứa lượng muối cao, có vị mặn nhiều hơn so với bình thường. Baking soda. Nếu sử dụng vượt quá mức cho phép có thể dẫn tới nguy cơ làm tăng canxi trong nước tiểu. Nói theo cách dễ hiểu thì ăn quá mặn sẽ làm cho canxi bị bài tiết và thất thoát nhanh qua đường nước tiểu, gây giảm sút lượng canxi được hấp thụ, dẫn đến nguy cơ loãng xương tăng lên. Lời khuyên của Phó Giáo sư Hồng là hãy nên ăn nhạt một chút, đừng ăn quá lượng muối quy định. Giảm thói quen ăn những món ăn ngâm tẩm quá nhiều muối. 3.
uống rượu quá mức. Trong bất kỳ tình huống nào, nếu uống rượu và đồ uống có cồn nói chung ở mức cao, sẽ làm giảm hấp thu canxi, khiến cơ thể không đủ cơ hội dùng nạp canxi để nuôi dưỡng xương hàng ngày. Nếu có thể, hãy ngừng uống rượu hoặc uống ở mức tối thiểu. 4. Chế độ ăn protein cao và carbohydrate thấp. Phó giáo sư Hồng chia sẻ, người nào giữ thói quen ăn quá nhiều chất đạm, món ăn có tỷ lệ protein cao mà lại kèm theo việc bổ sung carbohydrate với mức thấp, nếu không kết hợp với thật nhiều rau, sẽ làm tăng ketone body trong máu, do đó làm tăng khả năng bị mất canxi. Thói quen ăn nhiều thịt, ít tinh bột, ít rau này khi được duy trì trong thời gian dài sẽ thúc đẩy chứng loãng xương diễn ra nhanh chóng. Vì thế, lời khuyên chính là bạn nên ăn uống cân bằng được chất đạm và tinh bột, kết hợp hài hòa với rau xanh và củ quả. 5. Ăn kiêng quá mức. Nhiều người sợ béo phì, thừa cân nên áp dụng một chế độ ăn kiêng quá nghiêm ngặt. Cách ăn uống mất cân bằng này sẽ là nguyên nhân gây ra thiếu chất dinh dưỡng cần thiết để nuôi cơ thể, từ đó khiến cho xương bị ảnh hưởng, thiếu khả năng hấp thụ canxi. Dài ngày sẽ rất có hại cho sức khỏe của xương. Theo Phó Giáo sư Hồng, xương khớp cần được xây dựng và bồi bổ trong suốt một quãng thời gian dài, thậm chí là cả đời người. Nếu chúng ta không biết chú trọng vấn đề này thì hậu quả sẽ rất nặng nề. Một khi bị mắc bệnh về xương khớp sẽ rất khó chữa. Chất lượng sống và tuổi thọ đều giảm.